Trời mưa lớn giống như dùng bồn đổ nước xuống, nước dưới giếng vọt lên cao hơn hai trượng, giống như trụ nước chưa bao lâu mà thành đầm nước nước ảo tới tấp dữ dội như vạn mã, làm sập hết hơn tám chục nóc nhà. Người bị nước ngập chết hơn ba mươi người, dù đứng ở trên bục cũng bị ngập chết, thật là tai nạn ghê gớm. Trong phòng của chúng tôi ở là nơi thấp nhất, tường chung quanh làm bằng gỗ, giống như tre làm bờ rào giữa có lỗ trống. Nước ở ngoài bờ rào gỗ cao khoảng một trượng, nước ở trong bờ rào gỗ chỉ cao hơn một thước, cho nên chỉ sợ hãi mà chẳng có gì nguy hiểm, chẳng bao lâu thì tạnh mưa. Nước có thể lợi người cũng có thể hại người, nước lớn thì hại người, nước nhỏ thì lợi người, cho nên lão tử có nói. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi, vạn vật nhi bất tranh. Sứ chúng nhân chi sở ác cố cơ ư đạo nghĩa là nói người thiện bậc trên hết giống như nước nước lợi ích tất cả chúng sinh sau nó cũng chẳng tranh công nó chẳng nói bạn sống là nhà tôi nếu chẳng có tôi thì bạn đã không tồn tại cho nên tôi có công với bạn nơi của nước ở chẳng ai muốn ở tại sao vì là chỗ thấp nhất nước tình nguyện chảy xuống chỗ thấp cho nên nó hợp với đạo người thiện bậc trên cũng như thế. Vị chủ thủy thần này đã được mô giải thoát từ bi bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Vị chủ thủy thần hải triều âm